Pues sí, John John Kennedy. Nấu dữ lắm nữa. Cái này quay vòng vòng đi, có ai thích không? Có ai thích cái này mình bán luôn. Có đế đó. Cái đó cái chậu nó bể rồi. Được chưa? Rồi, chào bà con, chào bonsai Cần Thơ. Mình tên Phúc ở Phú Hưng, xã Đồng Phú, thành Hậu Giang. Nên mình có lên clip 20 cây mai giả thủ Đức để giao lưu với bà con. Nên bây giờ mình vô cây số 1 theo bà con. Cây A1. Đồ lực mai này nụ dữ lắm nụ mà coi. Mười tám quạnh. Mai này nụ dữ lắm nụ á. Cái lô mai này lựa ra còn mới nụ không. 1m3 tán ngang. Chiều cao 1m3 luôn. Cây A1. 1,6 triệu rồi bà con, cây A1. Rồi bà. Rồi. Số điện thoại mình 079 585 2292. À, chị em bà con nào có mua đi bán lại đứt lô này thì cái giá hữu nghị nha bà con. Đổi cây. Rồi. Cây A2. Một cốt tầng thông. Điệp gia tan. Cái lô mai này là bao đủ ạ. À. Đủ lắm đủ. Hai mươi quạnh. Xem nụ kỹ kỹ đi, nụ dữ lắm nụ á. Ngang 1m4. Chiều cao 1m4 luôn. Nụ về về không? Cây mã số A2 1,6 triệu luôn bà con. Rồi đổi cây. Rồi tiếp cây số A3. Cái này dáng tàng thông nha bà con. Cây này nụ hơn cây nãy nè. Giữ tán ngang 1m2, chiều cao 1m4, cây mã số A3 1,5 triệu. Rồi đổi cây. Rồi tiếp tới cây A4 bà con. Nụ mai này trồng do gì không á. Nụ liệt kẹo bao nụ luôn. Chỉ cần điều.
Hôm nay này lúc này lửa không à? Mười tám của anh. Tán ngang 1m4, chiều cao 1m6. Lô mai này nụ dữ à. Nụ dữ lắm nụ. Cái A4 là 1,5 triệu bà con. Cái A4. Rồi đổi cây đi. Ít sao lộn mới kết. Cái này số 7 vậy. Kiếp cây A6 bà con. Bởi vì cái cây A5 không có ghi. Không có cây mã số A5. Đang tròn. Mười chín của anh. Tán ngang 1m4, chiều cao 1m4 luôn. Nụ đều gan luôn á. Cây A6 1,5 triệu. Cây A6 1,5 triệu. Đổi cây. Rồi tiếp cây A7. Một thân một cốt không rồi đó. Hôm mai này trồng gió. Mười chín của anh. Tán ngang 1m4, chiều cao 1m1. Một cái dữ luôn. A7 này 1,3 triệu bà con. Rồi đổi cây. Rồi tiếp A8. Cây này thân nhánh nào nó cũng đều, nó vô nụ quá nó bị rụng lá bớt. Cái này nụ dữ lắm nụ. Mười bảy của anh. Chiều ngang 1m1, cao 1m5. Cái cây này rụng rụng lá cho nụ ghê ha. Hết sức nụ à. Nụ này là ngay Tết luôn. Nụ trò lỗi. Hết sức nụ. Cây A8 à, 1,2 triệu bà con. Đổi cây. Cây A9. Cây này tầng thông à, cây này lớn. Mười tám của anh. Tán ngang 1m2, chiều cao 1m6. Cái này nụ thưa mà như nụ bự không à. Thưa nụ bự.
khe chín 1,4 triệu bà con. Rồi đó cây. Cây A10. Cây số 10. Cái này tàn dù đặc đàn. Nụ nhiều. Cái này tàn. Hết mấy cái tàn luôn. Mười chín của anh. Này là hết với cái tàn ha. Nụ cũng dữ lắm nụ. Ngang 1,4 m. Chiều cao 1,2 m. Nụ à. Cái này là nụ đều cây chứ. Cây số 10 này 1,6 triệu mà con. Đổi cây. Cây A11. Cái này tàn tròn nhỏ, hơi nhỏ hơn cây nãy. Nụ này là ngay Tết luôn, lúc này nó vô nụ gì nó mới ngay Tết. 17 của anh. Lô này có cây này là nhỏ à. Tán ngang 1,2 m. Chiều cao 1,1 m. Cây này cái nhà nhỏ nhỏ chân cái hách sể luôn. Điều nụ à. Nụ gì đó. Cây A11 1,2 triệu bậc. Số điện thoại của mình là 079 585 2292. Nó ở xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Bà con anh em nào mà có mua cái lô này để bán lại á, thì cái giá nó hữu nghị nha bà con, chứ không phải là cái bằng cái giá bán lẻ này. Mua nguyên lô thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Để giá cho nó hợp lại cho bà con mình mua đi bán lại. Rồi. Đổi cây. Rồi. Cây A12. Này lùng lực ạ. À. 18 của anh. Tán ngang 1,3 m. Chiều cao 1,3 m luôn. Cây này nụ dữ nụ luôn. Điều hết nha. Đây. Anh em nào mua cái lô mai này về bán lại nha. Lô mai này nó điều cây dữ lắm. Dùm dễ ra. A12. 1,2 triệu. Rồi đổi cây. A13. Tiếp theo cây A13. A17 của anh. Tán ngang 1,2 m. Chiều cao 1,4 m. Dữ nụ à. Cây A13 này 1,2 triệu. Đổi cây. Rồi, cây A14.
Cây này thoát thân hơi cao, cây này nụ giữ nụ bạn chọn. Lô mai này cây nào gì, cây nào cũng nhiều, 20 quạnh. Cái này nụ cục cục luôn ạ. Ngang 1m1, chiều cao 1m3, dữ à, dữ dằn, đúng rồi, điều cây chưa, chỗ nào cũng... cây A14 1,5 triệu đổi cây. Tiếp cây A15 17 của anh. Ngang 1m2. Cái này nụ còn nhỏ. Cao 1m2. K15 giao lưu là 1,3 triệu. Đổi cây. Cây A16 rồi con. Cái này tàn thông ạ. À. Nhánh chi đều. Nụ bự bự không? À. 18 quạnh. Ngang 1m2, cao 1m3, nụ dữ nụ ha, mình thích đọt luôn, gan ha, hết sức rồi. Ga 16 là 1,3 triệu, chi cạnh đều. Cô mai này 18, 19 quạnh đều đều nhau. Đổi cây. Cái này lùng lực tàn du. Tàn dữ tàn. Mười bảy của anh. Ngang 1m3. Cao 1m1. Cái này nụ nhiều mà nó còn hơi nhỏ. Bị lá che. Cây 17 1,2 triệu bà con. Đổi cây. A18. Quạnh. Cái ngang 1m3, cao 1m6. Cái này tầng thông nha bà con. Cây 18 1,2 triệu.
Rồi đó cây K19. Cây này có tàn, đụng chậu luôn. Mười chín của anh nụ giữ nụ hết sức nụ. Trái ngang 1m4, chiều cao 1m4. Cái này đều tàn rồi con, nụ cũng nhiều. Cây A19 1,3 triệu. Đổi cây. Tiếp là cây A20. Tàn thông không nghe bà con. Nhánh đều, nụ nhiều. Mười chín của anh. Ngang 1m3. Chiều cao 1m5. Nụ ghê nụ không? Hết sức không? K20 1,2 triệu, bán rẻ cho bà con luôn. Rồi đó cây A21. Bước kéo cây đó thụp trong đi cách. Trái ngang 1m4. Chiều cao 1m3. Cây A21 1,3 triệu. A21. Rồi đổi cây. Rồi. Tiếp cây A22. Cây này nụ nó vô nhiều nữa, nó xuống lá nha bà con. Sáng ngang 1m3. Cao 1m4. Lúc ngày mai thì nó xuống lá gì bà con. Bà con mua về mà thấy cái lá nó đỏ gì cũng đừng có ngại, đừng có sợ gì hết á. Vì trong cái mùa gió trướng này nó xuống lá là nó vô nụ, nó nuôi cái nụ á. Thành thử bà con nhiều người không biết thì người ta gặp cái lá vàng thì người ta ngại, người ta sợ. Nhưng thật sự xuống lá là tốt. K22 1,4 triệu. Đổi cây. Tiếp K23. Cái này lớn ạ.
20 hoành. Tán ngang 1m4. Chiều cao 1m4. Này thằng thông 1 cốt, thằng điều nụ cũng nhiều nữa. Cây này cây 12 cánh có cột mình giấu. Rồi A22 1,6 triệu. Đổi cây. Rồi tới cây A24. Cây này nụ dữ lắm nụ ạ. Cây cuối clip nè. Mấy cây vừa rồi là nó số 23 nha bà con, bây giờ nó lộn 22. Mười sáu hoành. Có cây này bé nhất, bé mà nụ nhiều. Tán ngang 1m1, cao 1m4. Nụ mà nó phất phất lá không thấy nụ dữ. Cái lá chè. Rồi cây cuối clip 24 này 1,2 triệu. Cái này hết hay bà con. Rồi chào bà con.